Thần tài chỉ điểm, bốn con giáp phát tài phát lộc, đổi đời đại gia, trúng số độc đắc trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, trong cuộc sống thì ai cũng muốn gặp may mắn và trong 3 ngày tới, 3 ngày đầu tuần mới thì cũng là cái thời điểm mà kết thúc của cái tháng cô hồn. Vậy nên là trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn được lộc trời cho trong 3 ngày tới. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 âm lịch, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một cuộc sống đầy đủ, không phải lo lắng về cái chuyện cơm áo gạo tiền. Chúng ta luôn mơ ước rằng một ngày nào đó cái vận may sẽ tìm đến với chúng ta và chúng ta sẽ trở nên giàu có, thoát cả cái cảnh nghèo khó và những cái nợ nần đó là một cái ước mơ hoàn toàn chính đáng và bình thường của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, mỗi người lại có một cái vận số khác nhau. Có những người sinh ra đã ở trong một cái gia đình khá giả, sống trong cái sự đủ đầy, nhưng đến khi về già lại gặp nhiều cái khó khăn, cô đơn và thiếu thốn. Ngược lại, có những người trải qua nhiều cái cuộc đời gian khó, vất vả khổ cực, nhưng nhờ có cái sự lương thiện và cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ họ lại có cơ hội đổi đời và trở nên giàu có hơn người. Vận mệnh của mỗi người cũng thay đổi theo từng năm, từng tháng, từng ngày. Có những năm tháng là cái thời điểm may mắn phát tài của những người này nhưng lại là khó khăn, vất vả, bất lợi đối với những người kia. Và mới đây nhất, theo các dự đoán của các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết, đúng 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch, Thần tài sẽ gõ cửa vào những con giáp đặc biệt này, tiền vàng như nước, chúng số liên tiếp đổi đời giàu to. Vậy thì những con giáp này là ai và liệu quý vị có nằm trong những con giáp may mắn đó hay không? À, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay để tìm ra câu trả lời chính xác nhất quý vị nhé. À, trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là bấm vào nút đăng ký kênh và nhấn vào cái biểu tượng chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nhất của Tử Thông. Nếu quý vị có bất kỳ cái thắc mắc nào của mình về tử vi phong thủy, quý vị hãy comment cái ngày tháng năm sinh và giờ sinh ở cái ô bình luận bên dưới, tử thông sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất quý vị nhé. Và không để quý vị chờ lâu nữa, ngay bây giờ tử thông cũng sẽ chia sẻ nội dung chi tiết về những con giáp may mắn nhất trong ba ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên xin được chúc mừng những người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi được đổi vận giàu sang trong ba ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư à, thưa quý vị được các tinh hỗ trợ nên là công việc của những người tuổi hợi cũng được diễn ra đúng theo các kế hoạch dù trước khi thực hiện bản mệnh vẫn còn gặp nhiều cái khó khăn lo lắng và sợ hãi cuối cùng thì các bạn cũng đã được thở phào nhẹ nhõm nếu ai mà đủ xuất sắc sẽ có thể bước tiến vững vàng trên cái con đường công danh sự nghiệp tổng thể thì có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ à, trong thời gian này các bạn phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc có nhiều khi phải tăng ca thức khuya tuy nhiên bản mệnh không nên lấy đó làm cái khó khăn năng nhặt thì chặt bị rồi bản mệnh cũng sẽ tìm được những cơ hội để khẳng định bản thân ngay trong cái thời gian này thì đây cũng là một cái khoảng thời gian mà thực sự các bạn làm việc rất hiệu quả cả về chất lượng lẫn về số lượng có thể khi các bạn làm việc gì đó mới một chút với nhiều cái thử thách thì các bạn sẽ cảm thấy hào hứng hơn và nhiệt tình hơn các bạn cũng có thể trở thành một những cái người cứu cánh cho những người xung quanh. Khi mà các bạn sẵn sàng tương trợ hỗ trợ, tìm cái hướng xử lý. Thế nên, các bạn đừng ngạc nhiên nếu như mà mọi người nhìn các bạn bằng một cái ánh mắt biết ơn. Điều đặc biệt là các bạn đã tìm được cái niềm vui trong công việc. Ngay cả những cái thứ tưởng chừng như xấu xí nhất hiện diện trước mắt các bạn thì cũng có sức cuốn hút riêng. Chỉ cần các bạn quan tâm đến chúng, hãy làm mọi thứ bằng cái trái tim của mình. À khi các bạn có sự kết nối chặt chẽ với cái chiều sâu của bản thân của cái tinh thần của mình ấy, thì các bạn có thể phát huy được cái sức mạnh tối đa. À thưa quý vị, đặc biệt trong 3 ngày tới đây, thứ hai thứ ba thứ tư thì dường như à, mọi khó khăn và rắc rối nó cũng sẽ dần dần được giảm bớt. Thêm vào đó, lại có nhiều cái cơ hội mới nó sẽ tìm đến với những người tuổi hợi trong thời gian này. À nói chung ấy cái khó khăn nó đi qua nhưng mà quý vị cũng không nên chủ quan nhé tại vì vẫn còn một số cái hung tinh mang đến một số thông tin khó chịu đối với những người tuổi dậu à, nói chung ấy thị trường thì cũng đang gặp nhiều khó khăn hoặc là có thể là gì gặp một vài cái chứng ngại bất ngờ xuất hiện hoặc cũng có thể là rắc rối tưởng chừng trong quá khứ sẽ quay lại phiền đến các bạn à, lúc này thì những người tuổi hợi cũng nên tỉnh táo để đưa ra những cái quyết định đúng đắn tốt nhất là đừng tin những cái giải pháp mang tính tạm thời mà hãy giải quyết vấn đề một cách triệt để, trực diện nếu không các bạn còn phải đau đầu khá dài. Bên cạnh đó, các vấn đề tài chính đòi hỏi các bạn phải xử lý một cách chặt chẽ, ổn thỏa. À, do đó cần phải thẳng thắn, rõ ràng trong suốt cái quá trình diễn ra. Nói chung ấy, trong thời gian này thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi mà các bạn tìm thấy được thêm cái sự mở rộng và cái thời hạn và không phải là chịu cái những cái áp lực mà phải trải qua gây đau đầu cho các bạn Các bạn hãy chọn những cái nhiệm vụ mà các bạn thích Còn phần còn lại thì cứ để sau à, Trong thời gian này những cái công việc mà các bạn phụ trách cũng đều được hoàn thành một cách đúng thời hạn Và có kết quả cực tốt Điều này nó sẽ khiến cho lãnh đạo nhìn các bạn bằng con mắt khác xưa Tuy nhiên, nói chung ấy trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư này thì mọi người đều được thỏa thích vui chơi thì các bạn lại lo lắng về cái phần sức khỏe của mình vì đang có nhiều cái dấu hiệu bị suy giảm vì những cái vấn đề thường xuyên là di chuyển hoặc là gì làm việc quá sức các bạn cũng cần phải điều chỉnh lại cái lối sống sinh hoạt của mình sao cho lành mạnh cũng nên dành một chút thời gian ra để mà rèn luyện thể dục thể thao bên cạnh đó trong thời gian này tình cảm nó cũng bình ổn nhưng mà chưa phải là cái giai đoạn rực rỡ của các cặp đôi và những người độc thân thì vẫn chưa đủ cái niềm tin để mở rộng cái vòng tay của mình với những người khác giới À, với những cặp đôi thì đây cũng là lúc mà các bạn nên có sự tách rời với một nửa kia của mình một chút bởi vì cái sự gắn kết quá chặt chẽ đôi khi nó không phải là một cái điều hay nói chung ấy trong thời gian này quý vị cũng cần phải nên cân nhắc làm gì cũng cần phải cẩn thận hơn nhé à, tuy nhiên trong thời gian này thì lại có là cái cát tinh nó hỗ trợ nên là gia đình nó cũng yên ấm và gia đình chính là cái nơi bình yên để mình trở về giúp cho các bạn khỏa lấp những khoảng trống vì vậy để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, vị trí con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư đó chính là những người tuổi thân. À, thưa quý vị, nói chung ấy, nhờ có cát tinh nó chiếu mệnh, nó trợ giúp mà cái vận trình của những người tuổi thân trong thời gian này cũng có nhiều điểm rực rỡ. Và đặc biệt là cái vận trình tình duyên nó cũng khá là sáng, nó tốt cho những người độc thân. Đấy, À, trong thời gian này bản mệnh sẽ cực kỳ là đào hoa Những người độc thân thì cũng nhận được cái sự quan tâm chú ý của những người khác giới Thậm chí có nhiều người còn trực tiếp bày tỏ cái ý định muốn hẹn hò theo đuổi các bạn Nói chung ấy trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư sắp tới đây Hứa hẹn những người tuổi thân sẽ khá là bận rộn với cái khối lượng công việc Đấy. Và cũng không nhiều cái niềm vui không nhiều cái sự thoải mái. Tuy nhiên, quý vị hãy yên tâm rằng các bạn có thể hoàn thành tất cả mọi việc đúng cái tiến độ điều này không phụ thuộc vào may mắn của các bạn mà phụ thuộc vào những cái nỗ lực của các bạn. À, do là gì? Các bạn luôn chủ động trong mọi việc nên là nó cũng sẽ có nhiều cái lợi thế hơn mọi người. Chính những người tuổi thân trong thời gian này là những người mà tự tay chọn các nhiệm vụ mà mình cần phải giải quyết. À, những người mà bạn cần tương tác đây cũng là cái thời điểm mà các bạn dễ dàng tìm thấy cái sự tương thích hài hòa trong mọi cái vấn đề. À, sức mạnh tinh thần của những người tuổi thân cũng đang ở cái tình trạng là đỉnh cao ở giữa cái thời điểm mà may mắn nó đang tìm đến. Vậy thì các bạn hãy sẵn sàng chia sẻ những ý kiến, những cái quan điểm của mình. À, nếu như mà các bạn cảm thấy đó là cái điều thích hợp, bởi vì những gì mà các bạn nói luôn đáng để cho những người khác nghe và tôn trọng. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái thời gian tới 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư thì cũng là cái thời gian ghi điểm ở một số cái môi trường công sở hoặc là công việc hoặc là các bạn có thể tạo dựng được những cái mối quan hệ khách hàng với đồng nghiệp. À, các bạn sẽ trở thành nhân vật đặc biệt được quan tâm chính nhờ thế mà các bạn cũng sẽ có được những cơ hội thu hút được nhiều cái may mắn và tài lộc cái sự linh hoạt chính là cái chìa khóa giúp cho các bạn tỏa sáng trong thời gian này có thể nói cái vấn đề về tiền bạc sẽ là cái mối bận tâm lớn nhất trong cái thời gian này đối với những người tuổi những người tuổi thân vậy nên các bạn đừng trì hoãn nữa đừng để bất kỳ cái lý do nào nó khiến cho các bạn không tập trung và giải quyết một cách ổn thỏa. À, với các khoản tiền tiết kiệm mà các bạn đã dành dụng được thì cũng đừng dễ dàng cho người khác vay hay là nghe theo lời đường mật của ai đó mà đầu tư à, vô tội vạ. Các bạn nên có một cái kế hoạch dùng số tiền sao cho hợp lý, à, chớ có để cho bản thân rơi vào cái cảnh là nợ nần quý vị nhé. Bên cạnh đó trong thời gian này thì cũng may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ tâm ra là những người tuổi thân ấy cũng sẽ có được nhiều cái vận may đến với mình chỉ cần các bạn mở lòng mình ra đón nhận và tích cực chăm chỉ làm việc thì không có khó khăn nào có thể hạ gục được các bạn trong thời gian này nếu như mà với những người mà không hiểu lý lẽ các bạn cũng không nên nói nhiều với họ vì họ sẽ không chịu lắng nghe các bạn vẫn bao biện bởi những cái suy nghĩ cố chấp của họ những người tuổi thân nên rút kinh nghiệm và không nên giao du với họ như vậy à, tuy nhiên trong thời gian này cái vận trình tình cảm của những người tuổi thân nó cũng khá là sắc bén được vận đào hoa nó chiếu mệnh vậy nên nếu như mà các bạn mà đã có đối tượng hoặc là có những người thân ấy và hoặc là những đã là những người đã lập gia đình rồi ấy, thì các bạn cũng không cần phải lo lắng khi mà trò chuyện giao lưu với những người khác giới thì các bạn cũng cần phải cư xử một cách là phù hợp giữ khoảng cách tránh để cho cái tình trạng là à, ngoại tình hay là gì có cảm xúc với những người khác giới à, bên cạnh đó để có một cái sự nghiệp tốt lên thì trong cái thời gian này các bạn cũng phải trả giá không ít về cái vấn đề liên quan đến sức khỏe nếu như mà gặp các vấn đề gì mà các bạn cảm thấy là số sức hay là mệt mỏi thì cũng nên chú ý nhiều hơn nên cân đối luyện tập thể dục thể thao đều đặn bên cạnh đó quý vị nên đi thăm khám thường xuyên để sớm phát hiện ra những cái mầm bệnh quý vị nhé và để hóa giải những hung tinh mang lại cái may mắn cho mình những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi mùi. À, thưa quý vị, cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi mùi vẫn có những cái bước phát triển tích cực. Tuy nhiên, cái phương diện tình cảm lại đôi khi nó hơi thất thường một chút À, trong công việc có thể bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài cái thử thách hoặc là những cái nội dung công việc mới nhưng về tổng thể các bạn vẫn có thể tự tạo ra dựa vào cái khả năng của mình mà giải quyết mọi việc được đâu vào đó à, những người làm trong lĩnh vực uh, tài chính kế toán marketing tiền bạc vân vân đầu tư ấy, thì có thể đạt được những cái thành công đáng nể đồng thời cũng xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao có lợi tạo cái nền tảng vững chắc cho cái sự nghiệp sau này Bên cạnh đó, nhờ có tài tinh nó chiếu mệnh nên là dự báo trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư thì tiền bạc cũng vô cùng là dồi dào. Giúp cho những người tuổi Mùi có những cái sự tự tin hơn. À, các bạn có nhiều cái cơ hội đang đến với mình nhưng đừng vì thế mà vồ vập cái việc gì cũng cần có thời gian suy tính và nghiên cứu một cách kỹ càng à, cái con đường quan lộc của quý vị trong thời gian này cũng được mở rộng ra trước mắt vì thế Đừng vì bất cứ cái lý do gì gây cản trở cái bước tiến của mình trong thời gian này các bạn nhé. À, có rất nhiều cái điều bí ẩn đang chờ đợi những người tuổi Mùi khám phá trong 3 ngày tới, nhưng đừng cứ chỉ chờ cái vận may mà quý vị vẫn nên dựa vào cái sức mình là chính. Một trong số đó chính là cái tiềm lực của các bạn khi mà phải đương đầu với những cái thử thách và những cái hoàn cảnh mới, cái cơ hội học tập, tăng cường kiến thức cũng có thể được diễn ra trong khoảng thời gian này. À, nếu như mà quý vị và các bạn Nếu mà quá chủ quan thì các bạn sẽ không nắm rõ Được cái điều gì đang diễn ra xung quanh Đó là cái lý do mà các bạn cảm thấy Là rằng mình đang bỏ Qua một vài cái mảnh ghép vô cùng quan trọng Về cái bức tranh toàn cảnh trong tương lai Tuy nhiên các bạn đừng quá lo lắng nhiều Quý vị cũng sẽ sớm lấy lại Được cái tinh thần và tìm ra được Những giải pháp trong 3 ngày tới à, Đây cũng không phải là cái thời điểm Tốt cho cái vận trình tài lộc Của những người tuổi mùi Vì vậy quý vị cũng đừng quá liều lĩnh cái việc đầu tư kinh doanh thì không thể nóng vội được vì rất dễ bị hỏng việc. Mà những người tuổi mùi nên tìm cách đảm bảo không chi tiêu quá tay cho những cái việc không tên. Các bạn cần phải có một cái kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh bị thất thoát về tiền bạc. Trong thời gian này, những người làm công ăn lương nếu mà có ý định kinh doanh buôn bán thì không nên vội nghỉ việc khi mà các bạn mất một cái nguồn thu sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của các bạn khá là nhiều nếu có thể các bạn nên làm cả hai việc song song tới thời điểm thích hợp thì mới có thể chuyển đổi hoàn toàn sang lĩnh vực mới à, bên cạnh đó cái chuyện tình cảm của những người tuổi mùi trong thời gian này cũng có nhiều cái dấu hiệu phai nhạt do các bạn dành quá nhiều thời gian cho cái sự nghiệp không chú ý đến gia đình và những người mình thương yêu vì thế các bạn cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia nhiều hơn vì tình cảm vốn là quan trọng hơn tiền bạc bên cạnh đó một vài cái ảnh hưởng của hung tinh nó cũng khiến cho sức khỏe của những người tuổi mùi nó không được như ý một phần là do cái tâm bệnh khi mà bản mệnh thường xuyên lo lắng thái quá bất an vậy nên trong thời gian này để hóa giải những công tinh và mang lại cái may mắn cho mình những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mão. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch thì cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về cái vận trình tiền bạc. À, những người tuổi Mão sẽ có thu nhập tăng tiến một cách bất ngờ, sự nghiệp cũng đang dần dần được hồi sinh, mang về những cái tin vui nối tiếp nhau cho các bạn những người làm đầu tư kinh doanh buôn bán bất động sản hay là những người chưa cổ phiếu trong thời gian này ấy, cũng hoàn toàn có thể tin vào cái khả năng nắm bắt của mình, tin tưởng vào cái sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền rất là lớn. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có thể mở rộng cái quy mô kinh doanh sang cái lĩnh vực mới, tìm cách thu hút cái lượng khách hàng mới, từ đó sẽ thu về cái lợi nhuận ở mức lớn hơn. À, các bạn cũng là một trong những con giáp có những cái bước đột phá trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư À, bất chấp khó khăn bất chấp vất vả, cái vận trình sự nghiệp của các bạn cũng đang có dấu hiệu tăng tiến trong khoảng thời gian này à, và những người tuổi mão cũng có những cái đánh giá chính xác chuẩn xác hơn về thị trường đưa ra được những quyết định chính xác đúng đắn mang về cái nguồn lợi đáng kể cho công ty và nhận được cái sự tín nhiệm của mọi người à, trong công việc các bạn nên nhớ giữ cái chữ tín luôn đúng hẹn thì sẽ luôn à, được cái đối tác ưu tiên khi mà lựa chọn làm ăn thậm chí các bạn có thể chịu thiệt một chút nhưng miễn làm sao ấy, là đảm bảo được cái chất lượng và cái thời gian thì à, các bạn cũng nhận về những cái thành quả đáng mừng. À, nếu có cơ hội, các bạn cứ mở rộng cái mối quan hệ mới, đầu tư có thể là gì cũng sẽ có được những cái thuận lợi nhất định. À, các bạn có thể tin tưởng và hợp tác với những người xung quanh, đặc biệt là những người mà thân thiết ấy thì hứa hẹn cái với cái tài ngoại giao của các bạn. Các bạn cũng sẽ mang lại cái vận trình sự nghiệp được khai thông. Với những lĩnh vực mới thì cũng đừng ngần ngại tìm hiểu các bạn nhé Bởi biết đâu Một cái cánh cửa khác tuyệt vời hơn đang mở ra trước mắt của những người tuổi mão Vậy nên các bạn đừng có trần trừ do dự quá lâu mà bỏ lỡ mất cái vận may của mình Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi mão trong 3 ngày tới Nói chung cũng là một cái giai đoạn khá là rực rỡ Bản mệnh đã bắt đầu thoát khỏi được những cái khó khăn trong cái thời gian trước đó Và quý vị cũng bắt đầu hạn chế cái việc mua sắm tập trung vào cái việc tiết kiệm Để chuẩn bị cho những cái kế hoạch dài hạn hơn chẳng mấy ai là đủ may mắn mà tự nhiên có một khoản tiền lớn nếu như mà không tiết kiệm vì thế các bạn nên duy trì cái việc này đừng có đợi có nhiều tiền thì mới nghĩ đến thì nó cũng sẽ quá muộn thì dù những người tuổi mão đang làm ăn kinh doanh hay là đơn giản là làm cái công việc làm công ăn lương ấy, thì cũng đều có dùng dính tiền tiêu trong cái khoảng thời gian này các bạn sẽ thoát khỏi được những cái lo lắng về tiền bạc không còn phải lo toan nhiều việc như trước nữa cái việc đầu tư của những người tuổi mão trong thời gian này cũng rất có lợi. Đó. Tuy nhiên với các khoản đầu tư mới với những lời hứa hẹn hay ho thì quý vị cũng không nên quá vội vàng mà các bạn nên bình tĩnh phân tích thiệt hơn và nên ưu tiên những cái hạng mục có cái lợi ích xã hội cao. Trong thời gian này nói chung ấy dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán thì cái vận may của những người tuổi mão cũng không hề nhỏ, không cần phải lo lắng quá nhiều. Trong công việc bản mệnh cũng sẽ gặt hái được không ít cái thành công nên lưu ý dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ xã giao, giữ cái hòa khí, hòa đồng với mọi người và hợp tác làm ăn nó cũng sẽ được suôn sẻ hơn các bạn nhé. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau à, xin cảm ơn